À, vậy đây là cây. Và kia cũng cây. Đây là chắc là làm dựa theo cái cung phun ở trên này. Ừ. Là tưới mà nó phun xuống. À, tức là họ thích tưới phun đúng không? Em nghĩ thế thôi chứ. Chưa phải là em chưa nhìn thấy cái đấy. Nó giống cái ở quán bia ấy hả? Không, nó là cái vòi tắm tia ấy mà. Tưới tận gốc hoặc là vòi phun mù ấy. À, của Úc ấy. Cái đấy thì điện nước làm đơn giản mà. Chắc như này phun mù thì phun mù ở đây thì nó cũng vừa mát nhưng mà nó cũng vừa lại ảnh hưởng đến nhà xung quanh. Đấy, cho nên tất nhiên là làm hệ thống nhỏ giọt. Thì lại phải đường ống các thứ đi ỏng dòng ở đây. Nhưng mà là xuống dưới nào nữa? Lại còn xuống dưới nữa à? Không, có nghĩa là đây này. Ví dụ chậu nó để đây này. À thì tất nhiên phải đường ống nó nếu sát mà, rồi. Nếu mà tưới gốc thì phải dòng xuống dưới. Đúng rồi, cho đi sát luôn. Nhà này đúng rồi chứ chẳng trăm cây nhỉ. Chết hết rồi. Cây thế này không, ở đây mình sẽ tư vấn. À đây mình có thiết kế kích thước không? Đây là không, em chưa rồi, thế không mang thước đo. Mỗi viên này bao nhiêu nhỉ? 30. Không, dài này. Dài này thì là viên này chỉ như 90. 90 à? À kia có thước này. À đúng rồi. Rồi mình đang để thước dưới kia. Thiết kế cho nhà này hẳn vườn rau đi cho nó thích. Vườn rau rồi vườn cây cảnh. 90 đúng rồi. 90 30. Chỗ này là cái này là bên anh lắp đặt luôn ạ. Đúng rồi, bên mình lắp đặt và bên mình thi công hết. 1 2 hàn xì hết. 1 này, 2 này, 3 này. 4 viên này. 5 viên, 6 viên, 7 viên, 8 viên, cứ cho là 8 viên đi. Gần 8 viên. 77. 7 viên cộng với 77 cm. Một nửa viên này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19. Cứ cho là 19,5. Nên đây là 19,5 này. 19 là 15 đấy. Đúng rồi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 24 đúng không? 24 x 3 là đi 7m2. 7m2 với chỗ kia là vừa nãy là 6m đúng không? Là 13m. 13m với chỗ kia là 7 viên. 97, 63. 63 với 7,7cm. Là 7m. 7m3 đúng không? 7m3 chỗ này 1, 2, 3. 3 viên. 93, 27. 27 cộng với 7 là đi 3m4. 1, 2, cứ cho 3 viên đi. 3 viên là 2m7, 9m27, cộng 2m4, không biết, 3m. 3m thì đấy đúng không? 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 viên. 33 là 9, 3m9, đúng không? 2, 4, 6, 8, 9. 9327 2m7. Thì đây và đây nữa là 1 2 3 4 5 viên. 9945 1 2 3 4. 1 này, 2 này, 3 này, 4 viên. Đây, đây, cửa này là 1 2 3 3 viên với lại 1 viên. 3 viên rưỡi này. 1 2 3 4 4 viên. Cửa này 1 2 3 viên. Trần này cao. Trần này ông thi công luôn à? Vâng. Cái này là cao bao nhiêu? Anh, cái trần sắt này á? À. Cái sắt này thì chắc anh đo lại đi. Đấy, cái sắt này em không làm. À, cậu không làm gì? À, cậu xây cả cái nhà này à? Xây thì cái trên tầng 7 này nó xây sau. À. Cái nhà này là xây 30. Trước 30 với lại là 2m83. 3m13. 3m13. Lan can. Chỗ này cao chắc 30 phân. Đúng rồi, chính xác là 30.
và 10 lan can cao 90, 95. 95. Nhà này như kiểu có người làm bên trường mầm non hay tiểu học mới biết được cái cách thức này. Đây, một này. Em thiết kế. Duy nó là em. Duy nó gọi anh, Duy là mình. À thế à, ông Duy của mình à. Đây là ống nhiệt này, ống nhiệt này như 42 ấy nhỉ. Trông như 42 ấy nhỉ. Ống nhiệt đúng rồi đấy. Ống nhiệt 42. Đi xuống đây. Trên này có điện đấy. Phải chích ống nhiệt ra. Đi một cái bơm riêng. Nếu làm hệ thống này phải có bơm riêng. Thế xong là phải bọc toàn bộ xung quanh cái bể này bằng xốp này. Nếu không có nóng, nước tưới cây chết luôn. Thế cả đến 8 giờ chiều nóng lắm, thấy không? 8 giờ tối. Có nghĩa là phải bọc cái bể lại. Đúng rồi, xốp cái bể lại bằng xốp. Đấy thì nó mới mấy lớp xốp dán này xung quanh này. Nóng. Nếu không nước, nóng, nước nó nóng chết luôn. Cái nước này thì mùa đông thì được, nhưng mà mùa đông làm gì có nắng. Đúng không? Đây, cục điều hòa đây à. Món này anh tính này mét vuông à? Hay tính thêm... Mét vuông. Mét vuông. Thì tính mét vuông, tức là mình làm vườn rau cũng được, vườn cây cũng được. Tức là để chống nóng luôn cái chỗ này chứ. Cái này thì kéo ra kéo vào tự động hay sao nhỉ? Không, kéo cơ đấy. Kéo cơ à? Ôi trời ơi, sao không làm luôn tự động đi. Kéo cơ. Thực ra cái này ấy, nên làm ở trên này là cái tấm lợp thông minh Đài Loan hay là của Hàn Quốc này. Chứ còn làm như này sau này cái này hỏng hết. Cái này hỏng hết. Cái này ấy, thì là ở dưới, nếu mà ở trên là tấm lợp mà che mưa rồi thì ở dưới này bền thoải mái. Vì nó có nắng nhưng lại không có mưa thì lại không sao. Đấy, lâu hơn.